nhà này đúng là vô phước nè, mới rước con dâu này về nè, chỉ có cái chuyện cơm nước cũng không nấu được nữa. Mẹ con gửi tiền mẹ tháng này ạ. Sao có nhiêu đây? Dạ, đợt này ở quê đang lũ lụt, con với chồng bàn nhau gửi về cho ông bà ngoại một ít, sửa sang nhà cửa mẹ. Cô hỏi ít tôi chưa? Đúng là con dâu nhà quê, vì muốn làm gì làm. Bộ ba má cô dạy cô về đây bòn rút cái nhà của tôi hả? Mẹ, mẹ xúc phạm con thì được, chứ mẹ đừng xúc phạm bố mẹ của con. Xúc phạm rồi sao? Cái đồ đĩa đeo chân hạt, cái đồ nhà quê, cái đồ rẻ rách. Mẹ quá đáng rồi đi. Quá đáng rồi sao? Quá đáng rồi sao đi? Qua đi. Tiền lụm lên cút khỏi nhà này. Ủa mẹ, chuyện gì nữa vậy mẹ? Cái chuyện nó làm gì mẹ? Alo, mẹ à, chắc đợt này con không về được đâu mẹ. Con có gửi về một ít tiền, có gì mẹ sửa sang lại mái nhà nhá. Bao giờ có thời gian thì con sẽ về sau ạ. Dạ. Bây giờ còn đứng đây chàng rạm đây làm chi nữa? Chạy theo vợ, gì dưới phụ sửa nhà sửa cửa trong bà già vợ. Có cái chuyện này mà mày làm không xong đâu, mày đừng có về nhà ta nữa nha. Đi đi. Dạ mẹ.